Hiểu Đồng và Địch Lệ Nhiệt Ba có EQ cách xa một trời một vực khi cùng tham gia show truyền hình. Từ sau khi Lộc Hàm công khai tình cảm, Quan Hiểu Đồng đã vướng phải không ít phong ba sóng gió. Không những bị cư dân mạng tinh tế đào bới ra, cả hai đã bên nhau từ tháng 1 năm 2017, mà Quan Hiểu Đồng còn bị phát hiện ở chương trình Keep Running Man đã có thái độ không ưa Địch Lệ Nhiệt Ba. Quan Hiểu Đồng và Địch Lệ Nhiệt Ba trước đây rất lâu từng hợp tác với nhau trong bộ phim truyền hình Bàn Thục Truyền Kỳ. Thời điểm ấy, cả hai vẫn là diễn viên chưa nổi tiếng và vai phụ cho nữ diễn viên Cảnh Điềm. Hiện nay, Quan Hiểu Đồng nhờ vào việc công khai tình cảm với Lộc Hàm mà nhận được không ít sự quan tâm chú ý từ cư dân mạng. Còn Địch Lệ Nhiệt Ba cũng trở thành nữ diễn viên được công ty gia hành hết mực nâng đỡ chỉ sau Dương Mịch. Cả hai đều đã có những tác phẩm tại nữ chủ cho riêng mình. Có thể nói trước đây Quan Hiểu Đồng và Địch Lệ Nhiệt Ba cũng rất thân thiết. Một vài nguyên nhân khiến mọi người không thể nào chấp nhận được Quan Hiểu Đồng chính là biểu hiện của Quan Hiểu Đồng trong chương trình Tống Nghệ thật sự không tôn trọng người khác. Ngoại trừ sự việc Quan Hiểu Đồng nắm chặt cổ áo Mã Tư Thuần trong chương trình Happy Cam từng được khán giả phê bình dữ dội, thì biểu hiện của cô trong chương trình Keep Running Man cũng khiến khán giả một phen bất ngờ. Quan Hiểu Đồng là khách mời tập 1 của chương trình Keep Running Man. Khi Lộc Hàm và Địch Lệ Nhiệt Ba đập tay thì ánh mắt của Quan Hiểu Đồng nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba quả là thâm sâu, có phải là đang ghen hay không? Trong tiết mục nhảy múa của Địch Lệ Nhiệt Ba, thái độ của Quan Hiểu Đồng có thể nói là không thèm để ý đến. Từ ống kính quay xa, khán giả tinh mắt nhận ra rằng, trong khi những thành viên của Keep Running Man và khách mời đều chú ý xem Nhiệt Ba biểu diễn, thì Quan Hiểu Đồng chỉ chầm chầm chú ý đến quả băng bóng đang cầm trên tay. Đây chính là thái độ không tôn trọng người khác. Quan Hiểu Đồng không chỉ có thái độ như vậy đối với Địch Lệ Nhiệt Ba, mà đối với Đặng Siêu cũng không một chút tôn trọng. Đặng Siêu vốn dĩ theo tiết tấu không khí mà hỏi rằng, Hiểu Đồng, em biết trong Keep Running Man ai là học bá không? Quan Hiểu Đồng liền vén tóc lên, một chút cũng không nể tình mà nói rằng, trong đây có học bá sao, khiến cho Đặng Siêu rất khó xử, gương mặt liền biến sắc khó chịu. Dù sao Đặng Siêu cũng là trưởng bối, vì vậy hành vi này của Quan Hiểu Đồng bị không ít khán giả lên tiếng chỉ trích. Cư dân mạng cho rằng những hành vi của Quan Hiểu Đồng đều là biểu hiện của việc EQ thấp và nguyên nhân cũng là do tuổi tác còn quá nhỏ. Còn các bạn nghĩ sao về việc này?